Ngày 29 tháng 10, lãnh đạo công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết đã triệu tập 7 đối tượng do có liên quan đến clip ghi lại cảnh học sinh bị đánh đập dã man. Theo đó, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, trưa 28 tháng 10, một nhóm thiếu niên ở xã Bình Minh đứng chờ sẵn trước khu vực trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình. Ngay khi thấy ba học sinh của trường ngồi trong quán ăn gần đó, thì nhóm đối tượng dùng tiếp sắt, gậy ba trắc, vỏ chai thủy tinh xông vào đánh. Vụ việc này đã khiến một học sinh bị gãy tay, phải nhập viện điều trị và một học sinh khác bị thương. Khi công an triệu tập 7 đối tượng liên quan lên làm việc thì tất cả đều thừa nhận gây ra hành vi. Các đối tượng tham gia vào vụ việc có độ tuổi từ 16 đến 17, một số là học sinh, số còn lại đã bỏ học. Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ giám định tỷ lệ thương tích của bị hại để có căn cứ điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.